bạch ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai. Kính thưa quý thượng tọa, ban điều hành, các vị giảng viên và tất cả các tăng ni sinh trẻ thân mến, năm nào vào mùa hè, khi 3 tháng an cư diễn ra tại các chùa, quỹ Đạo Phật ngày nay do tôi điều hành đó, đều phát tâm cúng dường các trường hạ nhằm gieo duyên với sự tu học của tất cả các vị tăng ni ở những nơi hữu duyên. Năm nay 2017 đó, quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm đến thăm viếng các trường hạ ở tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến các tăng ni trẻ đề tài cần đổi mới thực đơn tâm linh trong nghi thức tụng niệm. Tôi quan niệm rằng một vị tăng hay ni đó, để trở nên nhập thế và hữu ích cho cuộc đời đó, phải làm trọn ba vai trò. Thứ nhất là bác sĩ tâm linh, tức là vị tăng ni đó đủ năng lực để nhận diện được nỗi khổ niềm đau, truy nguyên được nguyên nhân của khổ đau và cung cấp được các to thuốc Phật pháp từ kinh điển Phật cho các Phật tử tại gia hoặc là những ai hữu duyên với mình. Đây là vai trò quan trọng nhất, cũng giống như một bác sĩ sau 7 năm đào luyện trong ngành y có thể chẩn đoán, điều trị, mang lại giá trị sức khỏe và hạnh phúc cho những người bệnh được mình điều trị. Để làm được vai trò quan trọng này đó, thì phương diện thứ hai mà các vị tăng ni đó cần phải đào luyện mình, đó là học Phật pháp đến nơi đến chốn tại các trường Phật học, mà bắt đầu đó là trung cấp Phật học, kế đến cao đẳng, và ở mức trung bình đó là dừng lại ở cử nhân Phật học, là đủ sức để hành đạo thành công rồi. Thì nếu ai có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường Phật học đó, thì nên theo học thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, hay các chương trình thạc sĩ Phật học ở nước ngoài, rồi theo đó hoàn tất chương trình tiến sĩ. Sở dĩ mà tôi đề nghị cái trình độ tối thiểu mà tăng ni cần phải có là cao đẳng Phật học đó, là vì bằng kiến thức này đó, các tăng ni đó đã trải qua tối thiểu là 8 năm Phật học rồi. Và trong ngần ấy thời gian đó, các tăng ni đã được học từ kinh điển Pali đến kinh điển A Hàm và một số kinh điển và luận tạng đại thừa, để đủ sức đối thoại liên tôn giáo, đối thoại triết học và giảng ứng dụng cũng như là giảng chiều sâu các chương trình Phật học cho các Phật tử tại gia tại các giảng đường hoặc tại các lớp Phật học. Tôi gọi đây là vai trò hoằng pháp và giáo dục. Ở giáo hội Phật Việt Nam á, thì hoằng pháp được hiểu là gì? Là giảng dạy các chuyên đề Phật học ứng dụng cho Phật tử tại gia. Còn giáo dục á, là dạy các lớp Phật học gia giáo ở tại chùa hoặc là các lớp Phật học chính quy ở các trường Phật học, mà đối tượng phần lớn là tăng ni.
Như vậy phương diện 2 này đó hỗ trợ cho phương diện 1. Vì nếu không học Phật pháp chuẩn mực đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng mà các thế hệ trước đây đó, trong thời kỳ chiến tranh, do khó khăn về điều kiện khách quan, bị mù chữ Phật pháp tập thể. Tôi rất là tán dương về tinh thần tu học của tăng ni trẻ trường Trung cấp Phật học Đồng Nai. Vì năm 2015 và 2016 đó, tôi có dịp diện kiến Hòa thượng Thích Quang Đạo, hiệu phó của trường, để tham khảo về mô hình nội trú trước khi học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, đi vào mô hình này. Và tôi được Hòa thượng viện trưởng cũng như hội đồng điều hành giao nhiệm vụ làm trưởng ban quản lý nội viện cho 375 tăng ni. Nên là càng tìm hiểu thông qua Hòa thượng Thích Quang Đạo đó, thì tôi thấy đây là mô hình nội trú khá lý tưởng, và sự tu học nhờ đó đó có kết quả tiến bộ rất là nhanh. Phương diện ba mà các tu sĩ cần phải làm đó là nhập thế, lấy sở học và năng lực bác sĩ tâm linh của mình đó, dấn thân vào các lĩnh vực xã hội, văn hóa, từ thiện, để làm cho Phật pháp được đó là tỏa sáng. Và khi mình có được phương diện 1, phương diện 2 làm nền tảng rồi đó, thì phương diện thứ 3 này đó là ở bất cứ lĩnh vực nào chúng ta cũng thể biến nó trở thành là chất liệu Phật pháp được hết. Nói theo cách mà các bổ Trung Hoa thường nói là nhất thiết chư pháp vô vi Phật pháp, tất cả mọi sự Phật hiện tượng bằng nhãn quan Phật học á, đều trở thành dữ liệu Phật pháp. Phật giáo Việt Nam chúng ta trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, những giai đoạn bị suy vi, thì theo tôi đó, ngoài những điều kiện khách quan của lịch sử mà chúng ta không tránh được, cốt lõi bên trong là do nội lực của tăng ni còn yếu, cho nên là chỉ cần có một nghịch cảnh là Phật giáo bắt đầu bị tụt dốc liền. Do đó được theo học trường lớp Phật học bài bản đó, thì các tăng ni trẻ nên thấy rằng là mình có diễm phúc hơn các thế hệ đi trước của mình, và phải đưa một cam kết lớn là về việc học Phật và tiêu thụ, cũng như là ứng dụng Phật giáo trong đời sống thực tiễn đó, tôi phải nỗ lực ngang bằng tối thiểu những vị thầy đã dạy tôi. Và những vị nào bản lĩnh nữa đó thì phải đưa cam kết là tôi phải nỗ lực để vượt qua được những vị thầy mà mình rất là khả kính. Đó là cái tư thế mà tôi thường gọi là nhón chân lên, vối tay lên, để tự phá cái lục tu học của chính mình. Dân gian Việt Nam có câu con hơn cha là nhà có phúc. Tăng ni trẻ ngang bằng được và giỏi hơn được các bậc tôn túc đi trước đó là có phúc đó cho quần sinh. Tài thì không có đệ tuổi, nhờ tuệ giác và đạo đức sâu sắc ở trong các kinh, các tăng ni trẻ giàu chỉ trải qua vài năm tu học thôi thì có thể mở khai được cái nguồn tiềm năng đó. Cho nên tận dụng thời gian tu học nội trú đó, mỗi tăng ni sinh hãy làm cho mình được tỏa sáng, và tỏa sáng đó để hữu ích đó cho Phật pháp và cho cuộc đời. Thì càng tỏa sáng chừng nào, quý vị nên học hạnh khiêm cung, thì lúc đó đó cái chất liệu tỏa sáng của chúng ta sẽ tạo ra một tính tương tác hài hòa với các bạn đồng tu,
với các vị sư huynh, sư tỷ đi trước, và thậm chí là với thế hệ thầy của mình, nó không tạo ra những cái gặp ghềnh và những khó khăn. Tôi bắt đầu buổi chia sẻ pháp thoại này được bằng ba phương diện của tăng sĩ, để tôi nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của thực đơn tâm linh mà mỗi ngày đó các tu sĩ chúng ta đó thường đó là tiêu thụ trung bình đó từ 2 đến 4 thời khóa mỗi ngày. Nghi thức tụng niệm mà Phật giáo Việt Nam đang sử dụng hiện nay là nhập cản và phiên dịch từ nghi thức tụng niệm của Đề Thanh Trung Hoa do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn. Nghi thức này đó là một sự tổng hòa về Tịnh Độ Tông, Mật Tông và có một phần nhỏ yếu tố của Thiền Tông. Đó là ba tông phái phổ thông nhất của Phật giáo Trung Hoa, trong tổng số 10 tông phái do các tổ sư của nước này lập nên. Thời Kinh Khuya, thằng chú Thủ Lăng Nghiêm sử dụng phương pháp là tầm và tứ, biến các câu thần chú thành là đối tượng để dán tâm thiền và an trụ tâm thiền lên. Cái đó gọi là có tầm, có tứ. Và phương pháp này để giúp cho các hành giả đó nhờ tập trung học thuộc lòng các câu thần chú từ đệ nhất đến đệ ngũ, rồi 10 thần chú sau đó sẽ đạt được cái trạng thái là thiền chỉ. Như rất tiếc đó là ít khi nội dung thiền chỉ được triển khai và ứng dụng trong lúc chúng ta đọc thần chú lắm, và phần lớn các thế hệ thầy của chúng ta đi trước đó cứ lý giải rằng là đọc và thọ trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm các tăng ni sẽ khắc phục và vượt qua được tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Lý do là vì chúng ta bị lệ thuộc vào cách lý giải của Trung Hoa rằng là thần chú Thủ Lăng Nghiêm được Đức Phật thuyết giảng cho ngài A Nan sau khi thầy A Nan đó bị nạn ma đăng già, và nhờ Bồ Tát Văn Thù mang thần chú để đến mà giới thể của ngài A Nan đã được giữ một cách trong sạch. Từ đó đó, từ thời Minh trở đi đó là buổi khuya tại các chùa đó thọ trì thần chú này. Chứ thực ra đó, bản chất của thần chú đó không có năng lực để vượt qua tham ái, cũng không có các năng lực màu nhiệm như đã được đề cao. Về bản chất đó, các cái thần chú đó, vì khó đọc là dễ lộn lưỡi, dễ lộn trong lúc chúng ta phát âm, cho nên người đọc tụng cần phải tập trung rất cao độ. Và đây là một sự trải nghiệm thiền chỉ mà mục tiêu của nó là đạt được định. Đó là một cái ứng dụng rất là linh hoạt của người biên soạn nghi thức mà Phật giáo Trung Hoa đó đã ứng dụng vài thế kỷ qua. Như vậy, để phát huy được nội hàm thiền chỉ để đạt được định trong thời khóa buổi sáng đó, thì tôi đề nghị chúng ta không nên bận tâm về tính màu nhiệm của các câu thần chú, cũng không nên bận tâm về việc lý giải các giá trị đạt được từ việc trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Vì trên thực tế đó, các tăng ni Bắc Tông có tỷ lệ hoàn tục đó 50%, mà phần lớn là tăng. Số lượng ni hoàn tục thì chưa được 3%. Ngày nào thì các tăng vẫn thọ trì đọc tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, mà tại sao
tỷ lệ hoàn tục nó vẫn là 50%. Nếu thật sự năng lực của thần chú có khả năng để vượt qua được tham ái đó, thì người thọ trì sẽ không có nhu cầu để hoàn tục đó. Thực ra nó chỉ là một sự thực tập thiền chỉ thôi. Thời bữa trưa được gọi là cúng ngọ. Người tu học dâng hết lòng thành kính đến mười phương ba đề các đức Phật, rồi tự cam kết với mình qua ba muỗng cơm và thực tập năm điều quán tưởng chánh niệm, để cam kết làm thế nào đó ta trở thành một vị tu sĩ hữu dụng cho chính mình và cho tha nhân, để đền tạ ơn nghĩa mà các Phật tử tại gia để phát tâm cúng dường cho mình được tu học đến đây đến chốn. Nghi thức này về sau đã có một phiên bản mới, trở thành là nghi thức cúng quá đường. Và giữa nghi thức quá đường và nghi thức cúng ngọ đó giống nhau đến 90%. Chùa nào cúng quá đường đó thì khỏi cúng ngọ, cúng ngọ thì khỏi cúng quá đường, vì khỏi phải lặp lại cái nội dung đó là đồng nhất đó. Và thực tập ăn cơm chánh niệm đó, nó là một cái nghệ thuật giúp cho người xuất gia đó trải nghiệm được chánh niệm trong ba cử ăn sáng, trưa và chiều, mặc dầu nghi thức được thực hiện vào giữa trưa thôi. Sáng và chiều thì được tính lược, nhưng mà nội hàm của chánh niệm trong lúc ăn phải được giữ gìn trong tất cả những thời khắc mà chúng ta có nhu cầu để nuôi dưỡng cơ thể này được khỏe, phục vụ cho việc tu học có kết quả. Thời kinh buổi chiều được xem có nội hàm hướng về 10 loại cô hồn, mà theo Phật giáo của Trung Hoa đó, sau khi chết đó, do những nghiệp xấu, do quan trái, do chấp vào tình yêu, do díu kẹt vào gia tài sự nghiệp, nói chung đó, nói theo Phật giáo Nguyên Thủy là chấp vào đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi. Các hư linh đó đã tồn tại dưới cõi âm từ năm này sang kiếp khác, có người là vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm. Quan điểm đó của Phật giáo Trung Quốc đã làm cho các tu sĩ Bắc Tông tại các chùa chiều vào lúc 4 giờ đều tổ chức cúng lễ cúng cô hồn, để mong cho tất cả các cô hồn đó được no đủ, khỏi quậy phá, và tiếp nhận được Phật pháp để giải phóng họ khỏi cái hoàn cảnh này. Theo luận án tiến sĩ của Hòa thượng Thích Thiện Châu đó, trình Đại học Hòa Sạc Bôn của Pháp, thì khoảng trong vòng 400 năm đầu tính từ thời điểm Đức Phật qua đời đó, thì văn học về ngạ quỷ là chưa tồn tại trong Phật giáo. Sau đó đó thì văn học này mới được vay mượn từ Đạo Bà La Môn và đưa vào trong Phật giáo. Lúc đầu đó nó như là một cái nghệ thuật để giáo dục đạo đức cho những kẻ mà tôi tạm gọi là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ sợ súng, tức là họ đã lấm lem bàn tay vào sự vi phạm luật pháp, mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người. Thì việc vào tù ra khám đối với họ đó, nó không còn là nỗi lo lắng sợ hãi nữa, họ đã bị chai lương tâm rồi. Thì việc mà nói về sự trừng phạt của ngạ quỷ ở cái cảnh giới địa ngục đó, vô gián đó, sẽ làm cho các thành phần này đó là nổi da gà, rợn tóc gáy mà không dám làm. Chứ thực tế đó, theo học thuyết 12 nhân duyên được Đức Phật thuyết giảng trong văn học kinh Tương Ưng và nhiều bài kinh khác đó, thì sau khi chết
tất cả mọi người đều phải tái sinh theo nghiệp tham ái trong tích tắc thôi. Cái mắc xích thứ ba tức là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Và mắc xích thứ tư là danh sắc. Danh ở đây đó là một cái từ để chỉ cho tâm, sắc chỉ cho cái phôi thai. Và trong học thuyết 12 nhân duyên, Đức Phật không hề nói đến tính thời gian của nó. Và điều đó được hiểu là gì? Chuyện tái sanh diễn ra ngay lập tức, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Cái nghiệp chết của người đó là chưa đến, cho nên chết sau một thời gian là vài giờ, vài ngày, mà thực tế đó là cái não bên trong nó vẫn còn hoạt động, cho nên người đó lại tiếp tục sống lại. Đó là những trường hợp ngoại lệ. Còn khi đã chết thật sự rồi đó thì không có trường hợp sống lại, và người đó phải tái sinh theo người tham ái dẫn dắt thôi. Như vậy về bản chất đó, thì học thuyết ngạ quỷ và địa ngục là đối lập lại 100% với học thuyết 12 nhân duyên. Dân học và ngạ quỷ sự ở trong tiểu bộ kinh là nguồn văn học chính mà về sau này kinh điển A Hàm và một số kinh điển tín ngưỡng của Đại Thừa đó vay mượn và phát triển thêm, đã làm cho chúng ta nghĩ rằng đó là có rất nhiều người chết đó, từ năm này sang kiếp nọ không được tái sinh, cho nên nhu cầu cúng vào buổi chiều để giúp cho họ được siêu sinh thoát hóa. Cái đó theo tôi là không thật sự cần thiết. Chỉ dừng lại ở việc cầu.